Chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta trong tiết học số 2 của bài học số 1 Thiên nhiên châu Âu. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy tìm từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký ở góc bên phải phía dưới màn hình. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tìm hiểu. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa trang 98 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trong tiết học hôm trước, cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu và biết xác định được vị trí địa lý, hình dạng, kích thước lãnh thổ của châu Âu. Chúng ta đã biết được châu Âu nằm ở đâu này, tiếp giáp với những biển đại dương nào này, trải dài từ vĩ tuyến bao nhiêu đến vĩ tuyến bao nhiêu này, và có kích thước đứng thứ tư trong số các châu lục và hình dạng ra sao. Đồng thời chúng ta cũng đã đi tìm hiểu về một cái đặc điểm đầu tiên của tự nhiên châu Âu, đó chính là đặc điểm về địa hình. Các bạn cũng đã biết được châu Âu có diện tích lãnh thổ chủ yếu là đồng bằng, có một số dãy núi cao. Vậy tiếp theo các đặc điểm khác về tự nhiên của châu Âu, về khí hậu, về sông ngòi, về thiên nhiên ra sao thì chúng ta sẽ được cô hướng dẫn và tìm hiểu trong nội dung tiết học ngày hôm nay. Khí hậu thì các bạn hãy cùng quan sát lên trên màn hình. Ở đây cô có hình 1.2, đó là bản đồ về khí hậu châu Âu. Thì hãy dựa vào thông tin ở trong sách giáo khoa cùng với hình thì hãy trình bày cho cô đặc điểm phân hóa khí hậu của châu Âu. Thì đầu tiên chúng ta quan sát vào trong bản đồ thì chúng ta có thấy được đó là cái sự phân hóa thành các cái nền màu, và mỗi một nền màu này sẽ tượng đặc trưng cho một đới khí hậu, và trong từng cái đới khí hậu sẽ có các kiểu khí hậu khác nhau. Thì chúng ta thấy là đồng thời cũng có những cái ranh giới về các đới khí hậu. Xa nhất ở phía Bắc đang chú thích đó là, thì chúng ta thấy đó là màu xanh tím, thì nó sẽ là khí hậu cực và cận cực. Đến ở giữa là màu xanh lá thì sẽ là khí hậu ôn đới, và xa hơn về phía nam nó gần ngả sang màu cam thì đó là khí hậu cận nhiệt địa trung hải. Và chúng ta thấy là đang có cái sự thay đổi khi đi từ bắc xuống nam, đồng thời có thêm sự phân hóa khi đi theo hướng từ biển và trong đất liền, đó là có khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, được chú thích bài số 2 và số 3. Và chúng ta rút được ra kết luận đó là khí hậu thì phân hóa từ bắc xuống nam, từ tây sang đông, tạo nên nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau. Và đồng thời thì các bạn cùng quan sát ở trên này, cô có hình ảnh về dãy núi Alper. Thì đây là cái sự phân bố về thảm thực vật theo độ cao ở sườn bắc của dãy Alper. Thì chúng ta thấy là ở từng độ cao nhất định thì sẽ phân bố các cái loại rừng khác nhau. Mỗi một loại rừng thì ở một độ cao, vậy thì chúng ta thấy là cũng sẽ có thực vật thì thường sẽ thích nghi với các cái điều kiện về khí hậu, về tự nhiên, thời tiết. Vậy thì chứng tỏ là khí hậu cũng có sự thay đổi khi đi lên cao, bởi vì chúng ta biết là lên 100m thì nhiệt độ sẽ giảm đi 0,6 độ C và càng lên cao thì nhiệt độ càng thấp. Và thấy ở dãy núi Alper đó là từ trên 3.000m thì đã xuất hiện băng tuyết, và các cái loại rừng thì cũng đã có sự thay đổi rất là đáng kể. Vậy trên sườn núi Alper tại sao có thảm thực vật thay đổi như vậy? Thì bởi vì nó phân hóa theo độ cao, thì các bạn có thể ghi chép phần này vào trong vở để làm nội dung chính. Và đồng thời các bạn thấy là lãnh thổ châu Âu, lượng mưa thì và nhiệt độ thì có sự thay đổi khi đi theo chiều Tây Đông. Vậy thì các bạn hãy giải thích vì sao càng vào sâu trong nội địa thì lượng mưa càng giảm và nhiệt độ càng tăng. Các bạn có thể nhìn lên trên bản đồ thì các bạn cũng có thể thấy là ngoài những phần trên cô vừa nói đấy là các kiểu khí hậu, thì còn có sự xuất hiện của các cái mũi tên, thì đó là ký hiệu của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh hay gió tây ôn đới.
Thì cái sự thay đổi khí hậu này cũng chịu sự ảnh hưởng của hai cái nhân tố COVID. Thì chúng ta có thể quan sát ở trên này có hình kỹ hơn, đó là đi vào ở cái khu vực gần biển thì còn chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng này, của gió Tây ôn đới này, thì khiến cho nhiệt độ thấp, ấm hơn, có lượng mưa dồi dào hơn. Còn càng đi vào sâu trong lục địa thì sự ảnh hưởng của gió Tây ôn đới cũng như dòng biển nóng thì ngày càng giảm dần và thời tiết cũng như khí hậu trở nên khô và lạnh hơn. Thì đây chính là cái phần kết luận của đặc điểm khí hậu châu Âu các bạn ghi chép vào trong vở. Và đồng thời thì khí hậu cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên nhiên và sự phân bố của thiên nhiên. Thì ở đây cô có đưa ra một cái bảng kết luận các bạn có thể sử dụng để làm tư liệu. Đó là đới thiên nhiên thì có cực, cận cực, ôn đới và đới cận nhiệt. Thì ở đới cực và cận cực thì sẽ phân bố ở các đảo vùng cực và Bắc Âu với đặc điểm khí hậu là quanh năm lạnh giá, lượng mưa thì rất là ít. Còn ôn đới hải dương thì sẽ phân bố ở các đảo ven biển phía Tây, có đặc điểm khí hậu là mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm, nhiệt độ thì trên 0 độ C, mưa quanh năm tương đối lớn. Còn ở ôn đới lục địa thì phân bố ở vùng trung tâm và Đông Âu, có mùa hè nóng, mùa đông lạnh, có tuyết rơi nhiều, mưa ít, giảm dần từ Tây sang Đông. Còn ở đới cận nhiệt thì phân bố ở khu vực Nam Âu, cận nhiệt Địa Trung Hải, có khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải, mùa hạ nóng, khô, mùa đông ấm và lượng mưa trung bình. Thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm về sông ngòi. Thì các bạn hãy dựa vào trong hình 1.1 và thông tin trong bài, hãy xác định cho cô các sông lớn ở châu Âu. Đó là sông Volga, sông Danube, sông Rhine. Thì ở trên màn hình, ở trên bản đồ tự nhiên của châu Âu thì cũng đã chú giải các cái dòng sông. Thì các bạn có thể quan sát và xác định cho cô các cái dòng sông này. Thì đây cô có đưa ra cái vị trí xác định các bạn có thể tham khảo. Đó là sông Rhine này, sông Danube và sông Volga thì đều được cô chú thích màu xanh ở trên màn hình. Và đồng thời khi cô đã xác định được các sông rồi thì các bạn hãy xem là các sông này thì chảy ra biển và đại dương nào. Chúng ta có thể thấy được là sông Rhine thì đang chảy về biển Bắc, sông Danube thì chảy về biển Đen và sông Volga thì chảy ra biển Caspi. Đến với các đới thiên nhiên thì các bạn hãy dựa vào hình 1.1 và hình 1.2 và thông tin trong bài. Hãy xác định cho cô các đới thiên nhiên ở châu Âu và cho biết thiên nhiên ở đới ôn hòa châu Âu có sự phân hóa như thế nào. Đới thiên nhiên ở châu Âu thì có ba cái đới, đó là cực, cận cực này, ôn đới này, đới cận nhiệt này. Và ở phía bên trên thì cô đã xác định cho các bạn về sự phân bố và khí hậu của từng loại đới. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm về thực vật và động vật. Thì ở cực và cận cực thì thực vật chủ yếu là rêu, địa y, cây bụi, mặt đất thì bị tuyết bao phủ quanh năm, động vật thì là nơi sinh sống của một số loài chịu được lạnh. Còn ở khí hậu ôn đới, hải dương thì có rừng lá rộng, rừng hỗn hợp, rừng đất rừng nâu xám. Và ôn đới lục địa thì có thảo nguyên ôn đới này, đất đen thảo nguyên ôn đới này. Còn ở đới cận nhiệt thì đó là rừng và cây bụi lá cứng. Và động vật thì rất là đa dạng về số lượng loài, số lượng cá thể trong mỗi loài. Có các loài thú lớn như gấu nâu, chồn, linh miêu, chó sói, sơn dương cùng nhiều loài bò sát và các loài chim. Thì ở đây cô có hình ảnh về thiên nhiên, một số cái cảnh quan về đài nguyên này, thảo nguyên ôn đới, rừng lá kim, rừng bụi gai lá cứng, Địa Trung Hải, các bạn có thể quan sát và trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Câu hỏi số 1. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết hai trạm khí tượng trên đây thuộc kiểu khí hậu nào, nhận xét đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa tại hai trạm khí tượng trên. Thì chúng ta có thể thấy được là ở mỗi một trạm khí tượng thì đã cho chúng cung cấp cho chúng ta thấy được nhiệt độ và lượng mưa. Và từ đó chúng ta hãy áp dụng vào cái kiến thức ở bên trên cô đã xác định cho các bạn về những cái đặc điểm của các kiểu khí hậu. Thì cái trạm Brett của Pháp thì sẽ có
thuộc kiểu khí hậu ôn đới hải dương với mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. Nhiệt độ cao nhất là 18 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 8 độ C và mưa thì tương đối lớn là 820 mm. Và sự chênh lệch biên độ nhiệt là 10 độ C. Còn ở Kazakh, Liên bang Nga thì nhiệt độ cao nhất là 20 độ C, nhiệt độ thấp nhất là âm 8 độ C. Lượng mưa thì ít, chỉ đạt 443 mm. Và biên độ nhiệt thì rất là lớn, đạt tới 28 độ C. Thì đây là kiểu khí hậu ôn đới lục địa. Ở câu hỏi số 2, em hãy lựa chọn thực hiện một trong hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 1 là hãy sưu tầm những thông tin về khí hậu ở châu Âu hiện nay và viết một đoạn văn thể hiện tóm tắt những thông tin em sưu tầm được. Và nhiệm vụ số 2 là hãy sưu tầm những hình ảnh về sông ngòi hoặc các đối thiên nhiên của châu Âu và chia sẻ với bạn. Thì ở nhiệm vụ số 1 thì các bạn có thể nêu được khí hậu châu Âu hiện nay, đó là đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa. Chỉ một diện tích nhỏ ở phía Bắc có khí hậu hàn đới và phần phía Nam có khí hậu địa trung hải. Các nước ven biển Tây Âu và một số nước Bắc Âu như Anh, Pháp, Ireland, Na Uy thì có khí hậu ôn đới hải dương, mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm. Nhiệt độ thường trên 0 độ C, mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn đạt khoảng 800 đến 1000 mm trên năm. Có nhiều sương mù, đặc biệt là về mùa thu đông. Dòng hải lưu nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới thì có vai trò lớn làm cho khí hậu các nước này ấm hơn so với các nơi khác cùng vĩ độ. Và các nước ở phía Đông Bắc Âu, ví dụ như Thụy Điển, Phần Lan thì có khí hậu ôn đới lục địa lạnh, rất lạnh vào mùa đông, tuyết rơi nhiều và dày, mùa hè mát mẻ. Khu vực Đông Âu và có khí hậu ôn đới lục địa, ở phía Bắc của Đông Âu thì mùa đông kéo dài và có tuyết phủ. Càng đi về phía Nam thì mùa đông càng ngắn dần, mùa hạ nóng hơn, lượng mưa giảm dần. Vào sâu trong đất liền thì mùa đông lạnh và tuyết rơi nhiều hơn, mùa hạ nóng và có mưa. Và ở các cái nhóm nước Nam Âu ven biển Địa Trung Hải thì vào mùa thu đông thời tiết không lạnh lắm và có mưa, thường là những trận mưa rào, mùa hè nóng và khô. Về nhiệm vụ số 2 thì đó là hình ảnh về sông ngòi của châu Âu. Thì ở đây cô có hai hình ảnh tham khảo các bạn có thể quan sát, đó là hình ảnh của dòng sông Volga tại Nga và hình ảnh của dòng sông Danube. Vậy bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những nội dung và các bài học mới nhất nhé.